chào anh em đã quay trở lại với kênh PMT Củ Chi. Hôm nay hàng mới về, con này rất là dữ dằn các bạn ơi. Hùng Loa model là Pro 600E. Con này là hàng công suất lớn, máy còn rất là đẹp. Và đặc biệt âm thanh ra là bass chép căng đét. Con này quýnh một cặp loa 3 tát là rất là ngọt các bạn. Đánh một cặp loa 3 tát, hàng công suất lớn và đặc biệt chắc âm hay. Ngoại hình thì chúng ta thấy còn đẹp đẽ liền lẹt hết nha. Con máy tình trạng bên trong ruột gan là zin, bo nguồn công suất, chưa thay thế sửa chữa một con linh kiện gì. Con máy này đã được kiểm tra lại dàn volume, và thay một cái quạt bên góc bên đó, tí xíu sẽ quay cho các bạn. Thì con máy chỉ là làm lại dàn volume và thay một con quạt, còn toàn bộ còn lại là máy nguyên zin. Ở hàng tiễn nha. Con này là phải nói là hàng hiếm công suất lớn của Hùng Loa. Đến bây giờ con máy còn đẹp như thế này cũng phải nói là rất là khó kiếm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test và quay con máy hôm nay cho quý vị khán giả trên kênh PMT Củ Chi xem. Bác nào mà xem qua thấy hết con máy thì hãy liên hệ sớm để đặt hàng nha. Con này thanh lý cái giá chỉ 1.500.000, 1.500.000. Với cái cấu hình là 12 sò lớn nha các bạn, 12 sò lớn và cái cục nguồn đại bang luôn. Con máy này yếu là ginh không nổi nha. Tí xíu quay cái nội thất sau. Nội thất khủng bố nha các bạn. Đó, nút 3S nhắn vào là chúng ta nghe úp phê, nó sắc sảo, rất là hay. Đây ở cái đây có một cái con tem bằng sắt bằng đồng nè, hay lắm ạ. Đẹp lắm. Hàng thương hiệu Hùng Loa. Và đặc biệt ở đây sử dụng ECHO là 50195 luôn nha các bạn. Thứ dữ, hàng thứ dữ, chắc âm hay, ECHO karaoke ngọt liệm, tiếng bass chép căng đét và cái cấu hình cực kỳ giàu. Thành lý là 1.500.000 á. Bạn nào xem qua ưng ý thì liên hệ mình, giá này không bao ship nha. Rồi bây giờ sẽ test cái ECHO luôn, nhanh gọn nha các bạn. Máy là tình trạng đang hát ổn định, xài là không lỗi lầm. Máy mình test trực tiếp luôn. Đó, volume master để cao này, loa để gần là không ù xì rú rít. Đây là 50195, chúng ta thử coi cái vang nó như thế nào các bạn. Lực 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6. Cái tiếng ra rất là hay nha. Vang nhạy, nó trung thực, đảm bảo cái con này các bác mà đang cần âm ly công suất lớn, karaoke lại hay thì nên lựa chọn cái sản phẩm này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếng nó hút mình thấy nó trung thực, nó vang nhạy, im tai, dễ hát, nhẹ te. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Quá đã nha. 1 2 3 và cây lá bay, đôi tay gầy guồn man suy tư vị. Alo 1 2 3. Có quảng cáo. Rồi nhắn thử cái chức năng mono các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng phải nói là rất là đỉnh nha. Alo 1 2 3 4 5 6. Rồi cái con máy mình test chắc âm phải nói là cực đỉnh rồi nha các bạn. Con này mà bác nào chơi nữa thì chắc phải nói là không có con nào mà bác nào mà lựa chọn được hết. Tại vì con này cái chắc âm ra là số 1 rồi. Theo mình test mình cảm nhận cái mic karaoke thì cái con chip echo xịn, và cái phần nhạc á, nó ra tiếng bass, tiếng chết căng đét. Chúng ta dặn up phê là nó ra bass rất là hay. Ở đây là công tắc này các bạn, công tắc tổng ở đây. Đó, công tắc khởi động máy nè, công tắc vuông chà ná lửa. Đó, con máy này 1,5 triệu. Bạn nào xem thích thì cứ liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Rồi bây giờ tiến hành xem cái ruột máy quan trọng này các bạn ơi. Con máy này cái kiểu dáng độc lạ đẹp, bảo đảm luôn. Hàng xưa tiễn của Hùng Loa, kiếm con thứ hai phải nói là không có nha. Số lượng bên mình có một con một à. Hành lý giá cực kỳ mềm. Đây, nắp máy đẹp nha. Để mở nhạc lớn lên miếng nữa đi, mình sẽ quay luôn. Đó, hai con led nè, sáng đồng đều nhau đẹp ha. Đó, nắp máy có cái miếng BK dày, BK trong nha các bạn. Rồi dỡ nắp ra nè. Nè nắp nè, nắp kiểu nắp trượt nha. Rồi bỏ cái nắp xuống đây các bạn. Rồi đây nội thất bên trong á, tăng phô là đại bang. Đằng sau con máy đây các bạn, máy này hai quạt tản nhiệt và cổng ra lo thì chúng ta gắn được 2 cặp. Công suất là 400W, chạy được lo 4 ôm. Công suất đầu ra là 400W. Không biết nó ghi như thế này, công ty ghi như thế này là 1 kênh 400W hay là 2 kênh thì mình không biết nha các bạn. Nhưng mà con máy quýnh 1 cặp loa 3 tắc mình khẳng định là đánh ok. Đây, ngày sản xuất đây, 27 tháng 12 năm 2004. Và cái chi nhánh này ở ở địa bàn của mình ở Củ Chi luôn nè các bạn. Chi nhánh lắp ráp cái con máy này ở Hùng Loa là nằm ở thành phố, nhưng mà có chi nhánh ở Củ Chi lúc vào thời điểm năm 2014. Đó là ráp ở Củ Chi nha. Có thông tin đầy đủ của con máy, mình quay cố gắng là quay chi tiết cho các bạn xem này. Đây là Hùng Loa con tem. Đó, đằng sau còn đẹp luôn nha các bạn. Con máy ngoại hình đẹp và ở đây là bên hông, cái hậu là hậu gỗ bằng mũ nha. Hậu này kia bằng hậu giả đá hoa cương, miếng mũ dày, mũ này cứng lắm. Đây nè, đó, máy đảm bảo hàng độc lạ đẹp. Rồi bây giờ đi vô chi tiết cấu hình luôn. Tăng phô khủng bố. Con máy này bởi yếu quên không nổ nghe các bạn. Con máy là phải nặng lên 14-15 kg, nặng phải gấp rưỡi cái âm ly thông thường. Bo nguồn chúng ta thấy 4 con tụ. Tụ này là tụ Rubicon và thông số là tụ đại nha, 15.000 một cái. Đó, máy bo nguồn zin hết á. Rồi mình sẽ quay qua công suất. Công suất được gáp như thế này. Đây, một bên là 6 con sò lớn đàng hoàng nha. Máy này là 12 con lớn. Nhôm là nhôm thiết kế kiểu độc quyền của Hùng Loa. Thấy không? Máy đảm bảo zin nha. Có sửa thì nói sửa. Đấy, mình về kiểm tra là chỉ 2 hế, một con quạt này nè. Con quạt này không quay. 2 con quạt và làm lại dàn volume. Dàn volume dặn á các bạn. Con máy bây giờ tình trạng là hát tốt. Đã qua kiểm tra và test. Máy hát ok ngon lành là lên clip cho các bác xem liền ha. Rồi, mình quay tóm tắt như thế. Nói chung con máy là cực kỳ gấu. Đảm bảo hàng là hàng chắc âm hay cho các bác sử dụng gia đình. Tăng vô đại, nguồn 4 tụ lọc. Máy chạy 12 sò lớn, một bên 6 con. Và cái bo gáp quỉnh xuống nha các bạn. Đó, giờ chúng ta thấy cầu chì nè, có cầu chì nè. Cầu chì nè. Đó, cầu chì nguồn của bo công suất. Là bên nào cũng có hết. Rồi còn gì nữa không ta, để mình coi coi. Còn echo thì không quay được nha. Nhưng mà con ở đây là mình có chụp tấm hình ở cái ảnh đại diện á. Là con M50195 hàng Hùng Loa nên các bạn cũng biết ha, hàng Hùng Loa thì mấy cái con xịn cao cấp là được trang bị IC xịn. IC chất lượng, karaoke chuyên nghiệp luôn. Máy quá gấu đó. Quá gấu. Rồi thanh lý 1,5 triệu rồi giá cũng phải chăng lắm rồi các bạn. Rồi video mình test và quay con máy hôm nay tới đây là kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Mình sẽ cố gắng lên những con độc lạ đẹp tiếp nữa cho các bác xem tham khảo. Đừng quên là số điện thoại mình để ở dưới phần mô tả video nha. Ở dưới phần mô tả video có thông tin số điện thoại và cái tài khoản của mình để các bạn chuyển khoản cọc tiền trước khi mua hàng. Rồi, chân thành cảm ơn. Bye bye và hẹn gặp lại.